họ tiết lộ cuộc sống hiện tại của Kim Ngân khi rời xa Thúy Nga. Nhiều khán giả đã dành sự quan tâm cho ca sĩ Kim Ngân khi cô được Thúy Nga giúp đỡ và liên tục quay clip về cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên sau khi Thúy Nga không được gặp Kim Ngân nữa, những tin tức về cô cũng ít dần. Em họ nữ ca sĩ mới đây vừa tiết lộ vài thông tin tích cực về chị gái khiến dân tình xôn xao. Em họ ca sĩ Kim Ngân đã chia sẻ một vài hình ảnh tiết lộ về cuộc sống hiện tại của chị gái. Sau hơn một tháng dọn về sống cùng gia đình, Kim Ngân hiện vẫn được chăm sóc rất tốt. Đoạn video sinh hoạt hàng ngày của ngôi sao hải ngoại được đăng tải trên kênh YouTube của người em họ. Trong đoạn clip, nữ ca sĩ ăn cháo trắng cùng trứng muối, nhiều người cho rằng em họ để nữ ca sĩ ăn uống có phần sơ sài. Ngoài ra khán giả thấy cô đang sống trong một căn phòng đầy đủ, có cửa sổ đón nắng, ghế sofa và những vật dụng thiết yếu khác. Điều này hoàn toàn trái ngược với ca sĩ Kim Ngân những ngày lang thang trên đất Mỹ. Chị bấy nhiêu cũng làm khán giả ấm lòng. Mỗi sáng sớm, ca sĩ Kim Ngân hào hứng với việc bật nhạc, hát karaoke và còn khiêu vũ. Một không gian sống mới, an toàn đã cho cô cảm giác tự do hơn. Dù không có khán giả, không có sân khấu lớn, cô vẫn trình diễn các ca khúc chuyên nghiệp, di chuyển theo điệu nhạc. Những bài hát Kim Ngân chọn đều quen thuộc, gắn liền với nghề ca hát của cô trước đây như Dấu Tình Sầu, Triệu Đóa Hồng. Khán giả ngạc nhiên khi ca sĩ Kim Ngân hát một cách thuần thục và thuộc lời bài hát dù bị bệnh nhiều năm. Điều đáng mừng khác ở Kim Ngân là việc cô ăn diện rất gọn gàng, trông hợp mắt, không còn xuề xòa, gây ra sự e ngại cho người đối diện. Ngay cả lúc ở trong nhà, cô cũng phối đồ chỉnh chu. Khi đi mua sắm, Kim Ngân rất tự tốn. Cô lần lượt đi xem các gian hàng, ngắm nghía, gặp người lạ, Kim Ngân cũng không tỏ thái độ khó chịu. Ngoài ra, ngôi sao hải ngoại này còn bỏ đi chiếc túi ni lông quen thuộc thường thấy. Cách đây không lâu, Kim Ngân còn đến hát ở một tụ điểm. Đoạn video nữ ca sĩ tự tin khoe giọng hát trên sân khấu đã thu hút lượt xem lớn. Nhiều người vui mừng vì thấy được sự thay đổi rõ rệt của Kim Ngân trong cách giao tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé!